Hello và xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với series Ngọc Giống Online của mình. Và mình đã nhận được một lời đề nghị từ bạn Đào Quân. Và bạn ấy đã bảo mình sang server 6 để chơi cùng bạn ấy. Thì ok, mình cũng hiểu cái ý định của bạn ấy. Và mình sẽ quyết định sang server máy chủ thứ 6 để có thể giúp bạn ấy phát triển cái channel Ngọc Giống Online, cũng như là cả đưa cả hai channel lên một tầm cao mới, cũng như là cùng nhau phát triển. Ok, thì ở đây là mình sẽ chọn cái server Saiyajin, và tên nhân vật của mình sẽ là Game Action Kakarot. Ok, mình sẽ tạo Game Action, không biết được không. Tên nhân vật đã tồn tại, ông nào fake của tôi vậy? Game Action 18 nha. Kỳ vậy. Đó, có chữ Q anh em nhá, có chữ Q. Kỳ vậy. Đấy, nó rõ GA. Tuyệt vời. Nó rõ GA. Được không? Rồi ok. Chào mừng NRGA đã đến với thế giới Ngọc Rồng. Icarus về mình. Rồi. Mình đang có đậu thần cấp 1. Ok. Rồi, chúng ta sẽ đi đến làng Kakarot. Thì ở Saiya nó khác với ở trái đất rất là nhiều, thế nên là mình sẽ có vẻ đây là hơi gà một tí. Đánh mục nhân. Ok, đây sẽ là những kỹ năng của người Saiya: chiêu đấm Garlic, Atomic, tái tạo năng lượng, biến hình, tự phát nổ, huýt sáo, chói và khi năng lượng. Saiya vậy là Saiya nhiều skill hơn trái đất. Hai mục nhân này, ba mục nhân này, đánh mãi không chết. Mình đang sử dụng nhân vật Goku. Rồi bây giờ mình sẽ quay vào đây và bấm vào nhà Broly. Ông già Noel vẫn hiện ở đó, nhưng mà mình không ngọc, thế nên là thôi. Chắc là đi đánh hiệu rừng, thu thập 10 đùi gà. Chúng ta sẽ đến đồi hoang. Chúng ta đánh con chim này. Quỷ đất. Tất với Giáng sinh. Ơ, mình được tất Giáng sinh này anh em này. Ơ, qua 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 qua. Ngon quá, tự nhiên được một cái tất. À, hình như đánh quái nó ra ấy. Quỷ đất ghê vậy. Lại được một cái tất Giáng sinh này, ngon quá. Quá đâu, quá đâu, quá đâu, quá đâu, quá đâu, quá đâu. Một hộp quà Giáng sinh nữa. Yeah. Sử dụng kẹo Giáng sinh. Đá ruby. Ủa, kẹo Giáng sinh này làm gì vậy? Bóc con này ra. Rồi, có đuôi gà rồi, 3 trên 10 cái. Ok. Rồi. Hơi tốn động.
Ok, chúng ta đã nhặt được tất Giáng sinh rồi. Vậy thì ông già Noel đâu? Để mình có thể đổi tiếp nào. Trên 10 rồi. Thì cái công cuộc cày lại này rất là vất vả, thế nên là anh em lại có clip để xem rồi. Và đặc biệt thì mình sẽ chơi với một YouTuber có một nick Ngọc Dòng Online cực kỳ khủng, với sở hữu một lượng subscribe khá là kinh khủng, lên đến 100.000 subscribe. Đó là bạn Đào Quân. Chùm server 6 rồi phải, mình không biết, nhưng mà nói chung là bạn ấy có một cái, bạn ấy tuổi như vậy mà bạn đã có một cái kênh 100.000 subscribe thì mình khá là ngưỡng mộ bạn đó. Là ngưỡng mộ đấy. Tuyệt vời. Chúng ta sẽ đập con này. Rồi, chúng ta có đùi gà. Bây giờ về gặp Baragaras để học bay. Để chúng ta học bay. Ok, chúng ta sẽ trả nhiệm vụ cho ông Baragaras. Điểm tiềm năng thì cứ để đấy đây, mình không biết là gì cả. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với nhiệm vụ dùng tiềm năng. Tăng mẹ kỳ đi. Tìm kiếm sao băng. Sao băng tại vách núi Kakarot. Bên này thì phải. Đấy, đúng. Mình nhớ chuẩn xác luôn. Mình nhớ chuẩn xác là bên này. Đó. Trên này. Ủa, không có hả? Ở đây đây. Goku. Một bé rất là dễ thương. Hãy để bé cậu ta về nhà. Ok, bé thôi. Ok. Chúng ta sẽ tiếp tục. Hai nghìn tiềm năng, đánh ba con quỷ đất mẹ. Khủng long mẹ sống tại trái đất, lợn lòi mẹ sống tại Namek, quỷ đất mẹ sống tại Shaija. Chết rồi, mình yếu thế này thì đánh đấm gì. Ôi giời ơi. Nào thì đi bem quỷ đất mẹ. Chúng ta sẽ tìm được quỷ đất mẹ ở đâu. Đang blend đôi hoang. Ok, qua 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 qua, mở nào, mở nào. Kẹo Giáng sinh 17.000 vàng. Hai cái kẹo này. Qua tiếp. À hình như hết hết hết, chúng ta hết tất rồi. Ok, mình sẽ rằng làm blend để mình đánh con quỷ này. Quỷ đất mẹ 500 máu. Ghê vậy. Ghê vậy bá. Rất là khó vì mới chơi. Rất là khó, một sự khó khăn không hề nhẹ. Quà nữa nè. Ôi. Được một con rồi. Ủa, đây mình nghỉ luôn đấy. Được một con à. Mình phải đợi KS.
cứ bình tĩnh, mình đợi cái là được. Rồi, hai con, ngon quá, tuyệt vời. Ba con, tuyệt vời. Nhưng mà bây giờ con khác thì sao đánh đây? Mình chờ đã đi. Lo mẹ. Uro nè. Surprise motherfucker. Quá. Mình đang ở thung lũng tre. Có vẻ khủng long mẹ ở đây à? Cố lên em ơi, con khủng long mẹ tao ăn đậu lên, đúng rồi. Con khủng long mẹ kiểu mình yếu ấy, bây giờ mình đánh thấy thấm thật. Con đầu tiên, yeah, chúng ta ăn được một con. Thấy yếu vãi đái luôn. Mình nghĩ là mình sẽ chết sau con khủng long mẹ này. Được em ơi, đừng chết em ơi. Nốt con này đi rồi chúng ta sẽ phải hồi máu. Nốt đi. Please. Mày tuổi gì? Thôi về hồi máu đi. Rồi, ta sẽ về làm plan. Ok, nhà Broly về ăn thịt này. Ta sẽ lại tiếp tục. Ok. Nào, chúng ta sẽ quay trở lại với con lợn khủng long mẹ. Và sau đó chúng ta sẽ dùng nốt số đậu này để quay trở lại đánh con gì đấy ở Namek. Đây rồi, ôi, không có người. I'm coming back, bitches. Đấy mày. Đúng rồi, quất nó. Thì là mỗi con thì tốn 2 hạt đậu thôi. Thế là mình sẽ xử lý con này dễ dàng thôi. Mình xin tin ạ. Con lợn này. Ok, bây giờ con lợn lòi mẹ. Ok. Lợn lòi mẹ. Ủa, chẳng tầm vũ trụ đâu. Bây giờ mọi người không nhận đấy nữa à? Rico Robin này. Ô, con này ở đâu? Trấn Mori. Má ở đây toàn Piccolo luôn. Udon này.
Con này đúng không? Lợn lòi mẹ, mày tuổi gì? Lợn lòi mẹ, mày tưởng mày lái? Mày tưởng tao lái? À quên. Mày tưởng mày lái, mày tưởng mày có mày lợn lòi mẹ, lợn lòi mẹ, mẹ lợn mẹ. Ôi trông thật đấy. Chết rồi, mình vẫn phải về để lấy cái đậu thần hết mẹ đậu rồi. Ok, trước khi ấy thì chúng ta sẽ tăng HP gốc lên. Ok, phải. What? Mình nghĩ là mình fail á. Ủa đây em ơi, đừng chết em ơi. Crit cơ rủng đi, đừng để anh tốn hoạt động cuối cùng. Thôi tốn mẹ đi, không lại mất công. Vậy là chúng ta cần thêm đậu để chúng ta có thể giết được con lợn lòi mẹ này. Hi. Thôi, đi về xây ra đi. Lần đầu tiên là mình thấy kiểu đánh này hơi khó khăn đấy. Rất là mệt. Mệt thật. Ok. Chúng ta sẽ đến trạm tàu vũ trụ. À đây quên, có một trạm tàu vũ trụ chứ nhỉ. Mình mới có hình như... À! Hình như mình có chiêu đấm, cú đấm gì rồi đấy. Có chiêu cú đấm garlic nhỉ. Đấy. Ồ. Quả không có hả? Đấy. Mình có chiêu đấm garlic rồi mà. Từ nãy giờ mình toàn đấm chay hay sao ấy. Nó mấy cái. Lòi mẹ đâu rồi? Lòi mẹ hoài à? Để qua đây đi. Đúng rồi, đấm garlic. Chưa đấm garlic, chưa đấm garlic. Hình như vẫn như củ đấm đúng ấy này. Hình như khỏe hơn thì phải. Không biết, nhưng mà thôi, chúng ta sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi. Mày tuổi gì? Mày tuổi City à? Ôi ôi ôi. Mày chết. Về báo cáo nào, ngon rồi. Ok. Chiều qua quá nhưng mà mình không có tất. Ok. Rồi, thì để ủng hộ mình làm tiếp clip tiếp theo thì các anh em đừng quên nhấn like, comment ngay phía dưới và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau. Tạm biệt.